Xin phép chào toàn thể anh em, hôm nay mình lại lên một video mới về độ xe và tiếp tục chương trình review của mình. Đây là chiếc SH Việt đời 2016 vừa sáng nay qua bên mình, là một form zin và bây giờ được độ lên SH Ý đời 2012 cộng với cả độ đôi vành 5 nan. Thì dàn áo zin của khách hàng độ lên là màu trắng, thì khách hàng yêu cầu dán đổi màu thành màu xanh SH 350i. Đây là màu xanh chen của 2022. Như các bạn đã biết là dòng SH Việt Nam năm nay ra và SH 350i ra là chen màu nổi bật nhất là màu xanh như kiểu xanh xi măng. Đó. Chiếc xe được độ full dàn áo Ý, dàn áo vô 6 nguyên khối. Biển Thu Long Biên biển khá đẹp các bạn nhé. Bên mình là chuyên gia là làm xe biển đẹp. A cộng đây lần hay SH tất cả vào nhà mình toàn biển tứ quý, ngũ quý rất là nhiều luôn. Dàn vô 6 bao gồm tất cả các cụm đèn hậu này, đuôi sau này. Đó, nguyên khối liền mạch từ vị trí sàn chân cho đến nắp cốp yên là một nguyên khối. Pha đèn đồ đèn SH Ý, mặt nạ SH Ý. Và đôi là vành 5 nan, khách hàng yêu cầu lên vành 5 nan. Và mình cũng tư vấn tại vì vành cũ mà các bạn đã độ lên form Ý là mình để cái vành zin ấy nhìn nó hơi gầy xe, nên cố gắng lên được đôi vành 5 nan nhìn xe chắc chắn nó khỏe. Và chạy vành 5 nan rất là đậm các bạn nhé. Oppo SH Ý, xe này lên Oppo SH Ý. Các bạn không cần thiết phải thay hẳn cái bô đâu, mà các bạn chỉ cần lên cho mình cái Oppo, tại vì cái Oppo này có vừa được cả xe Ý cả xe Việt Nam cũng phải được hết. Xe Ý với xe Việt đều vừa được. Các bạn có nhu cầu về tân trang, độ xe, sơn xe thì có thể liên hệ trực tiếp hotline 0832208888 hoặc qua trực tiếp các cửa hàng thuộc hệ thống đồ chơi xe SH Việt Nam.